Thể thao. Xem các trận đấu thể thao trực tiếp, live sport. Bấm home hoặc menu để mở thanh chỉ mục menu bar. Di chuyển đến dịch vụ thể thao. Bấm OK để chọn. Chuyên mục live sport được hiển thị nổi bật trên màn hình. Di chuyển tới và bấm OK để chọn. Tại đây, hiển thị các trận đấu được quan tâm của Việt Nam và của các giải đấu lớn nhất các bộ môn bóng đá, tennis, đua xe, golf. Tại màn hình danh sách chương trình, các chương trình đang diễn ra trực tiếp có nhãn dán live trên poster. Các chương trình còn lại có hiển thị ngày giờ diễn ra trên góc của poster. Di chuyển tới poster có nhãn dán live mà bạn muốn xem, chọn OK để xem ngay trận đấu đang diễn ra trực tiếp. Bấm back hoặc stop để ngừng xem và quay lại màn hình danh sách chương trình. Có nhiều chương trình live để bạn lựa chọn xem tiếp. Để xem lịch chi tiết các trận đấu sắp diễn ra, di chuyển và bấm OK để chọn các poster không có nhãn dán live. Màn hình hiển thị thêm thông tin của trận đấu và giải đấu. Bấm back để quay lại. Xem và điều khiển các chương trình thể thao. Tại màn hình chính của dịch vụ thể thao, dùng các phím điều hướng để di chuyển đến bộ môn muốn xem như bóng đá, tennis và tốc độ, đối kháng, thể thao tổng hợp hoặc bản tin. Bấm OK để chọn. Ví dụ chọn tennis và tốc độ. Danh sách chương trình hiển thị poster và các thông tin cơ bản của trận đấu hoặc chương trình thể thao. Di chuyển tới chương trình muốn xem và bấm OK để bắt đầu xem. Dùng phím forward để tua tới với các tốc độ nhanh dần 2x, 4x, 8x, 16x và 32x. Tương tự, dùng phím reverse để tua lui với tốc độ từ 2x đến 32x. Bấm play để tiếp tục xem. Quý khách còn có thể tới nội dung muốn xem bằng cách dùng phím điều hướng phải hoặc trái. Mỗi lần nhấn là tăng hoặc giảm thời gian 1 phút. Có thể nhấn và giữ phím để tăng giảm thời gian nhiều hơn. Để tạm dừng, nhấn phím pause. Bấm play để tiếp tục xem. Để dừng chương trình, bấm stop hoặc phím back trên điều khiển. Màn hình quay về danh sách chương trình của chuyên mục. Mẹo chọn chương trình. Tên chương trình có cụm từ highlight. Xem lại nhanh các bàn thắng, pha ghi điểm và điểm nhấn ấn tượng nhất của trận đấu. Tên chương trình có tên giải đấu, đội hoặc người tham gia thi đấu. Xem lại toàn bộ trận đấu. Mục bản tin và tổng hợp là các chương trình bản tin theo ngày do truyền hình FPT sản xuất. Dự đoán kết quả trận đấu. Tại màn hình chính của dịch vụ thể thao hoặc tại màn hình danh sách các chương trình, bấm phím A màu đỏ để dự đoán các trận đấu sắp tới. Di chuyển lên xuống để tới trận đấu muốn dự đoán. Dùng phím trái phải để chọn đội mà khán giả dự đoán sẽ thắng, hoặc chọn ở giữa để dự đoán kết quả hòa. Số hiển thị trong ô là số điểm quý khách có được khi dự đoán đúng. Bấm back để quay về màn hình danh sách chương trình. Bấm phím D màu xanh dương để xem lịch sử dự đoán. Màn hình hiển thị danh sách tất cả các trận đấu mà quý khách đã dự đoán, kết quả trận đấu và số điểm quý khách đã đạt được.